Don't know why you left me bleeding. Ô tô xe để nấu ăn này. Xe bếp này. Con này không phục vụ chiến đấu mà phục vụ hậu cần. Cái xe này được nhiều người quan tâm nhất. Ai thằng ai đây vùng đầu của Isuru. Mà cái này nó chỉ mới có mà. Hơi rồi. Hơi. Không phải điện à? Đâu là điện. Isuzu nó chỉ à, đúng rồi. Đấy. Không nhà chị mấy cái gì sai mà. Phải. Mình được lên đây ngồi. Ừ, treo lên. Xe này có chiến đấu đâu. Nó chỉ phục vụ hậu cần thôi. Không chiến đấu không sợ. Đây bếp này, cũng được. Con này lẩu cỗ cưới thì bá đấy. Con này nhà có đào nữa. Con này chết phục vụ hậu cần rồi. Xe bếp. Chiếc xe không chiến đấu, không có vũ khí nữa kìa. Mà chỉ có nấu nướng kiểu mobile home. Thì mình sẽ thông qua con này sâu chút. Đây nấu ăn à? Quay cái nồi to thế. Cường ơi. Quay cái nồi to thế. Cường ơi. Xe này nấu được bao nhiêu người ấy? 200 người. Thế ăn không cưới thì nếu mà thạch xanh ấy. Nếu đám cưới di động cũng không được. Canh nữa đây cơm đúng không? Mùi miếc các cường. Canh này, canh này. Canh nó sẽ ăn bên này. Nồi cơm nó lôi ba nước. Cháy. Dày. Đây nồi niêu xong chảo cắt kìa, bồn rửa bát này. Ra này, coi đây. Ra đúng không? Kia có cả vũ khí này. Kia, nắm được vũ khí này. Nhìn được gạo. Được gạo được dầu. Vũ khí. Nước là mình phải mang đi đúng không? À nước dự trữ trên xe có. Nó có két nước không anh? Có chín trăm. Chín trăm lít. Chín trăm lít. Nhưng mà có hệ thống lọc dừng ở đâu để lọc nước ở đây. Lọc nước để đi thì nhiều đâu chứ không chín trăm lít. Cái này là chín trăm lít nước. Có thêm 200 lít. Mà có hệ thống lọc dừng ở đây. Cái nồi này có khoảng chín trăm lít. Ít được 2 tháng. Không cần nó mới xuất mà. Đây đây có hệ thống lọc. Tay mình xuống. Tên lửa đất đối đất thứ bảy là đây.
đặt tại vì đó. Ngoài này. Còn bốn chân nhỉ. Không có cái thang là bắt mình đi spider. Con này là con này là cái lửa đâm. Xe là mình hiểu cái gì? Đây hiểu à? Đây đồ gì này bác? Con phải đọc cái đấy. Đầm đắm xa nhất thế này. Đấy. Mẹ nó vừa vác tên lửa nó vừa bắn luôn. Con cứu hỏa của mẹt đây. Mẹt Aros đây. Thường mình dùng Oman nhưng vẫn có một con của mẹt đây. Con đẹp đấy. Con đẹp. Đây là xe của mẹt nhá, cứu hỏa của mẹt. Không phải là mũ man để vẫn có rồng. Làm chiếc ca mát nữa này. Ca mát chở gì ấy? Ôi ca mát có cái đồ họ. Cái này giống kiểu xe đồ kéo Mỹ. Con này nó có hai thùng luôn đấy. Chức năng là gì luôn. 5:20 bắt đầu bắn. Không chiến đông quá nên cho đi.